6 bộ phận trên cơ thể sưng tấy bất thường cảnh báo tổn thương gan nghiêm trọng. Xin chào quý vị. Gan, cơ quan lớn nhất bên trong cơ thể, đóng vai trò trung tâm trong nhiều quá trình sinh học quan trọng, từ việc lọc máu, chuyển hóa chất dinh dưỡng, sản xuất các yếu tố quan trọng cho máu đông, cho đến việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Chính vì lẽ đó, sức khỏe của gan là yếu tố quyết định đến toàn bộ sức khỏe của một người. Tuy nhiên, do gan không thường phát ra đau đớn khi gặp vấn đề, nên các dấu hiệu tổn thương gan thường khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Trong số các dấu hiệu cảnh báo, sự sưng tấy bất thường ở một số bộ phận trên cơ thể có thể là chỉ dấu của tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng, yêu cầu sự chú ý và can thiệp y tế kịp thời. Khi gan không thể thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả, dẫn đến tình trạng tích tụ độc tố trong cơ thể, một số bộ phận có thể phản ứng bằng cách sưng lên, gây ra các triệu chứng bất thường và đôi khi là đau đớn. Sự hiện diện của các triệu chứng này không chỉ là dấu hiệu cảnh báo sớm mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe gan. Điều quan trọng là phải biết nhận biết những dấu hiệu này để có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe gan và duy trì sức khỏe tổng thể. Nếu bạn gặp các triệu chứng được nêu trên thì cần đi khám để được bác sĩ đánh giá kỹ lưỡng và điều trị thích hợp. Hành động sớm để bảo vệ sức khỏe gan sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng trong tương lai cũng như tăng cường sức khỏe tổng thể. Theo các bác sĩ, xuất hiện những vết sưng tấy bất thường ở những bộ phận sau trên cơ thể có thể là dấu hiệu của tổn thương gan. 1. Đôi mắt sưng húp. Thật đáng lo ngại khi mắt bắt đầu chuyển sang màu vàng, một tình trạng được gọi là vàng da, và đó có khả năng là dấu hiệu ban đầu của rối loạn chức năng gan nghiêm trọng. Tình trạng này xảy ra do bilirubin tích tụ quá mức trong cơ thể khi gan không thể xử lý hiệu quả, khiến mắt và da có màu hơi vàng. 2. Sưng bụng. Nếu bụng bị sưng lên đột ngột hoặc nghiêm trọng, đó có thể là cổ trướng. Đây là một triệu chứng của bệnh gan giai đoạn nặng. Cổ trướng khó chịu và chướng bụng do ứ đọng dịch trong ổ bụng, dẫn đến tổn thương gan đáng kể. 3. Sưng chân. Triệu chứng khác là phù nề ở chân, mắt cá chân và bàn chân do ứ nước, thường thấy ở những trường hợp bệnh gan nặng. Tình trạng này gây khó chịu, đau đớn và giảm khả năng vận động. 4. Bàn tay sưng tấy bất thường. Sưng tấy ở bàn tay và ngón tay là dấu hiệu tiềm ẩn khác của tổn thương gan. Những người bị bệnh gan ở giai đoạn nặng có thể bị tích nước khiến bàn tay sưng lên. 5. Tức ngực do viêm. Nếu bạn cảm thấy tức ngực hoặc bị sưng bất thường thì đây có thể là một dấu hiệu khác của tổn thương gan nghiêm trọng, thường gây khó thở. Tốt nhất là tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức trong những tình huống như vậy để đánh giá và kiểm soát mọi biến chứng kịp thời. 6. Sưng mặt. Sưng mặt, chủ yếu quanh mắt và má, cũng là dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan. Cần đi khám để kiểm soát triệu chứng này và ngăn chặn các biến chứng nặng hơn. Nhận biết các dấu hiệu bất thường của bệnh gan nhiễm mỡ là rất quan trọng. Những vết sưng tấy ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể có thể là dấu hiệu khởi phát của tình trạng này. Để tránh các biến chứng nghiêm trọng mà tình trạng này gây ra, điều quan trọng đầu tiên là bạn cần biết về các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh để phát hiện kịp thời và chữa trị. 7. Thời điểm tốt nhất trong ngày cần phải uống nước để đẩy lùi được nhiều bệnh nguy hiểm như đột quỵ, táo bón, suy tim. Thưa quý vị, uống nước được xem là một phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp thanh lọc, giải độc gan hàng đầu. Uống nước không đơn thuần chỉ là để giải khát, nếu biết cách uống, triệu chứng một số căn bệnh sẽ thuyên giảm hiệu quả. Cơ thể có dễ dàng bị mất nước không? Nghe như có vẻ không thể, nhưng thực tế nếu uống nước sai cách và sai thời điểm thì cơ thể sẽ bị mất nước. Khi không đủ nước, cơ thể không nhất thiết phải phát đi tín hiệu là khát, nhưng nó sẽ hấp thụ nước từ những cơ quan khác. Nếu không muốn cơ thể rơi vào tình trạng trên, hãy học cách uống nước một cách khoa học. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm mà còn duy trì sức khỏe tốt hơn. 1. Uống nước sau khi thức dậy cải thiện tình trạng táo bón.
Một ly nước vào buổi sáng giúp ích rất nhiều cho nhu động ruột đường tiêu hóa, cải thiện chứng táo bón hiệu quả. Nếu bạn đặt ly nước trên đầu giường vào đêm hôm trước và uống ngay sau khi thức dậy, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Bác sĩ cho biết, khi cơ thể nằm xuống rồi ngồi dậy, sẽ gây ra tình trạng co thắt ruột. Uống khoảng 500ml nước sẽ cải thiện cơn đau nhanh chóng. Nhiệt độ bình thường của nước lạnh có thể kích thích nhu động ruột nhiều hơn nước ấm. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ nước quá lạnh thì sẽ làm ức chế nhu động ruột. Đối với nước ấm có pha chút muối, các bác sĩ nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy điều này giúp việc đại tiện dễ dàng hơn. Ngoài ra, cơ thể tiêu thụ nhiều nước muối sẽ khiến miệng bị khô. Vào buổi sáng, huyết áp thường tăng cao, do đó những người bị huyết áp cao nên uống nước ấm vào thời điểm này sẽ rất tốt. 2. Uống nước trước khi đi ngủ ngăn ngừa nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Trong máu có tới 70% là nước. Khi cơ thể thiếu nước, máu sẽ trở nên cô đặc hơn, ảnh hưởng tới quá trình lưu thông. Khi ngủ, cơ thể vẫn thoát hơi nước thông qua thở và đổ mồ hôi, nhưng trong thời gian này rất khó để uống nước bổ sung. Các nghiên cứu từ Đại học Harvard đã phát hiện ra rằng từ 6 đến 9 giờ sáng là thời điểm thường xảy ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim nhất. Mọi người nên uống nước trước giờ đi ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng để ngăn ngừa hiệu quả chứng tắc nghẽn mạch máu. Để tránh việc một số người thức dậy vào ban đêm, đi vệ sinh ảnh hưởng tới giấc ngủ hoặc người già có nguy cơ bị ngã, mọi người nên uống nước trước giờ đi ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng. Cách uống nước này có thể ngăn ngừa hiệu quả chứng tắc nghẽn mạch máu. 3. Uống nhiều nước trong khi uống rượu để tránh mất nước. Rượu chứa thành phần lợi tiểu, nó lặng lẽ rút nước từ các bộ phận khác của cơ thể, khiến bạn phải đi vệ sinh nhiều lần. Rượu cũng làm giãn mạch máu, tăng nhiệt độ, khiến não và cơ thể rơi vào trạng thái mất nước. Do đó, trong khi uống rượu đừng quên bổ sung thêm nước cùng một lúc. Điều này có thể làm giảm cơn khát, khô da sau khi thức dậy và giảm đau đầu vào ngày hôm sau. 4. Uống nước trước khi tập thể dục để mang lại hiệu quả tốt nhất. Hầu hết mọi người đều quen với việc uống nước sau khi tập thể dục, nhưng thực tế là uống một ly nước trước khi tập sẽ tốt hơn. Mục đích tập thể dục là để rèn luyện cơ bắp và tăng lưu thông máu. Khi có đủ nước trong máu, hoạt động lưu thông máu sẽ diễn ra trơn tru hơn trong quá trình tập, khiến cơ thể không bị mệt mỏi. 5. Uống nước khi cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Bác sĩ y học cổ truyền cho biết, nước có chức năng điều hòa, giữ ẩm, giảm nhiệt. Khi thiếu nước, cơ thể sẽ nóng bức, khô da. Ngoài việc khát nước, lưỡi, môi, lòng bàn tay và chân cũng khô nóng. Một số tình trạng như ho khan, táo bón, khô mắt cũng là do cơ thể thiếu nước. Nếu đột nhiên cơ thể mệt mỏi không giải thích được, lo lắng, cáu kỉnh, đau đầu hay không thể tập trung đó cũng có thể là do thiếu nước. Hãy thử uống một ly nước mát để khôi phục lại trạng thái đầy sức sống. Đối với người cao tuổi, mỗi khi thay đổi tư thế có thể gây ra chóng mặt, hạ huyết áp, ngoài việc thiếu máu thì cũng do thiếu nước. Nếu đột nhiên cơ thể mệt mỏi không giải thích được, lo lắng, cáu kỉnh, đau đầu, không thể tập trung, đó cũng có thể là do thiếu nước. Trung bình cơ thể cần 2 lít nước mỗi ngày, nhưng cần được phân bố đều cho cả ngày. Việc uống nước cũng cần điều chỉnh theo tình trạng hoạt động, chẳng hạn như tắm nước nóng, ở bên ngoài nhiều vào mùa hè hoặc trong phòng điều hòa thì nên bổ sung thêm 1,2 ly nước. Một số người cảm thấy khó uống nước vì chức năng vận động và tiêu hóa của họ kém. Hễ uống một ly nước sẽ khiến họ bị đầy hơi, khó chịu. Nếu cảm thấy uống nước không tốt, đó có thể là dấu hiệu của chức năng lá lách và dạ dày kém. 6. Uống nước trước và sau bữa ăn để tốt cho người bị đau dạ dày. Uống nước trước bữa ăn 30 phút giúp cho đường tiêu hóa sẵn sàng hoạt động tốt hơn. Sau bữa ăn 2,5 tiếng uống nước để tránh việc nước làm loãng dịch dạ dày, không có lợi cho việc tiêu hóa. Uống nước trước bữa ăn 30 phút giúp cho đường tiêu hóa sẵn sàng hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, đối với người có vấn đề về dạ dày như bị ợ nóng hay loét, nước có thể hòa tan bicarbonate trong dạ dày.
khiến nó trở thành chất đệm cho axit dạ dày đi qua niêm mạc, gây ra tình trạng đau đớn. Vì vậy, cần tuân thủ quy tắc uống nước trước và sau bữa ăn nghiêm ngặt. 7. Uống nước đối với người bị bệnh thận, xơ gan, suy tim. Bệnh nhân mắc bệnh thận, xơ gan cổ trướng hoặc suy tim, vì thận không thể chuyển hóa nước bình thường nên cần hạn chế tiêu thụ nước hàng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ. Một người bình thường uống thuốc với 200ml nước, nhưng như thế là quá nhiều đối với bệnh nhân bị thận. Đối với những bệnh nhân này, cần phải chú ý đến lượng nước tiểu. Sau 2 ngày nếu thấy lượng nước tiểu không tăng, cơ thể bị phù tích nước, tăng cân thì cần phải đi gặp bác sĩ. Thưa quý vị, khi uống nước cần quan sát kỹ, bất luận là đàn ông hay phụ nữ, nếu có 3 biểu hiện này khi uống nước thì cần phải hết sức chú ý và nên đi khám bệnh ngay. Chúng ta thường nghe đến câu nói, muốn sống trường thọ, nhất định phải uống nhiều nước. Vì uống nhiều nước có thể làm loãng máu, thúc đẩy sự bài tiết chất thải ra ngoài cơ thể, nhưng bạn có thể không biết, có khi uống nước cũng có thể giúp chúng ta phán đoán có thể có mắc bệnh hay không. Theo chia sẻ của một bác sĩ, tuần trước có điều trị cho một bệnh nhân, anh ta nói với bác sĩ, mỗi ngày đều uống rất nhiều nước, ít nhất 2-3 lít nước, tuy nhiên cơ thể luôn trong tình trạng vào nhà vệ sinh và khát nước. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này mắc bệnh tiểu đường type 2. Do đó, bất luận đàn ông hay phụ nữ có 3 biểu hiện khi uống nước, cần phải chú ý. 1. Khi uống nước xuất hiện tiểu ít, thậm chí không đi tiểu. Nếu có dấu hiệu trên, tất cả mọi người nhất định phải chú ý, điều này cho thấy sự xuất hiện của bệnh thận. Về lý thuyết, chúng ta uống nhiều nước sẽ đi tiểu nhiều hơn, đó là sự cân bằng về lượng. Nhưng nếu bạn uống rất nhiều nước, đi tiểu rất ít hoặc hầu như không vào nhà vệ sinh thì chứng tỏ chức năng đào thải của thận xuất hiện sự bất thường, chẳng hạn như suy thận cấp tính, ure huyết, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 2. Khi uống nước xuất hiện tiểu nhiều, khô miệng. Rất nhiều người vì khô miệng nên uống rất nhiều nước, nhưng uống nước càng nhiều, tình trạng khô miệng càng nghiêm trọng hơn, giống như đã đề cập đến tình trạng ở bệnh nhân bên trên. Lúc này bạn nhất định phải cảnh giác xem bản thân có bị tiểu đường hay không. Khô miệng, uống nhiều nước và đi tiểu nhiều đều là những triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường. Rất nhiều người vì khô miệng nên uống rất nhiều nước, nhưng uống nước càng nhiều, tình trạng khô miệng càng nghiêm trọng hơn. Nếu xuất hiện tình trạng này, không chú ý, theo thời gian rất có thể sẽ gây ra một loạt các biến chứng, chẳng hạn như bệnh thận do đái tháo đường, bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường. Một khi biến chứng của bệnh tiểu đường xảy ra, sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người, trở thành kẻ giết người thực sự. Ngoài ra, khô miệng lâu dài có thể gây ra chứng hôi miệng khó trị hoặc răng dễ bị sâu hơn do lượng nước bọt tiết ra không đủ để diệt khuẩn. 3. Khi uống nước, toàn thân xuất hiện phù nề. Những người khỏe mạnh, thận hoạt động tốt, dù uống rất nhiều nước, cơ thể cũng sẽ không xuất hiện tình trạng phù. Tuy nhiên, nhiều người sợ uống nước, bởi vì một khi uống nước thì toàn thân xuất hiện phù nề, lúc này không được chủ quan, nhất định là thận có vấn đề. Thận yếu không chỉ ảnh hưởng đến sự đào thải các chất độc, còn khiến lượng nước bị dồn ứ, gây rối loạn điện giải, xuất hiện tình trạng phù. Đồng thời các bệnh về gan, tim, suy dinh dưỡng khởi phát cơ thể cũng có xuất hiện tình trạng phù nề sau khi uống nước. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần phải kịp thời đến bệnh viện để kiểm tra. Những người khỏe mạnh, thận hoạt động tốt, dù uống rất nhiều nước, cơ thể cũng sẽ không xuất hiện tình trạng phù. Nên uống nước như thế nào cho đúng cách? Quý vị nên uống nước với lượng nhỏ và chia làm nhiều lần, mỗi lần uống từ 100ml đến 150ml là phù hợp, cứ cách nửa giờ uống một lần. Tránh uống nước đá, cố gắng không uống nước đá hoặc đồ uống lạnh, uống nhiều đồ uống lạnh rất dễ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Bổ sung muối kịp thời, uống nước muối nhạt để bổ sung lượng muối vô cơ do mồ hôi thải ra từ cơ thể người, đồng thời ngăn ngừa mất cân bằng điện giải. Tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung mùa hè, hãy coi chừng bệnh tiêu chảy,
Đây là những thực phẩm nên và không nên ăn khi bị bệnh này. Tiêu chảy là một trong những vấn đề về đường ruột, tiêu quá rất hay gặp trong mùa hè. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống bất kỳ ai. Hiển nhiên, tiêu chảy có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, nếu hiện tượng này kéo dài nhiều ngày hoặc xuất hiện kèm với tình trạng đi ngoài ra máu, bạn hãy đến bác sĩ kiểm tra càng sớm càng tốt. Trong hầu hết các trường hợp, tiêu chảy không phải vấn đề lớn và thậm chí chỉ là một phần của cuộc sống con người. Một bác sĩ tiêu hóa cho biết, chế độ ăn BRAT có thể giúp ích cho những người bị tiêu chảy quá mức. BRAT là viết tắt của các loại thực phẩm bao gồm chuối, gạo, táo và bánh mì nướng. Chế độ dinh dưỡng này thường được nhiều chuyên gia khuyến nghị dành cho những trẻ sở hữu hệ tiêu hóa kém. Dạ dày con người rất dễ tiêu hóa nhóm thực phẩm BRAT, đặc biệt là chuối. Loại quả này rất có lợi do chúng sở hữu nhiều kali, hợp chất bạn cần bổ sung rất nhiều khi bị tiêu chảy nghiêm trọng. Kali là chất điện giải có nhiệm vụ kiểm soát và điều chỉnh quá trình làm việc của các tế bào nhằm duy trì cơ thể hoạt động bình thường. Nếu không thích các loại thực phẩm như chuối, gạo, táo và bánh mì nướng, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng loại thức ăn khác cũng chứa không ít kali bao gồm khoai tây, súp lơ xanh và rau chân vịt đã nấu chín. Hơn nữa, những người mắc tiêu chảy cũng nên lưu ý bổ sung nhiều chất lỏng. Theo chuyên gia Gelatour, giữ nước khi bị tiêu chảy quá mức là vấn đề quan trọng do tình trạng này dễ khiến cơ thể bạn mất nước nhanh chóng. Không bổ sung đủ nước sẽ dẫn tới mệt mỏi, mất sức và làm trầm trọng thêm triệu chứng tiêu chảy. Nhìn chung, những loại thực phẩm giàu tinh bột dễ tiêu hóa hơn so với các loại khác. Chuyên gia Gelatour cho biết, chúng cũng góp phần hỗ trợ chấm dứt tình trạng tiêu chảy một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, mọi người nên tránh sử dụng gạo nâu vì loại thực phẩm này chứa nhiều chất xơ. Hàm lượng chất xơ cao sẽ gây áp lực không nhỏ tới hệ từ tiêu hóa, từ đó khiến bộ phận này phải hoạt động quá nhiều dù đang bị ốm. Không nên ăn gì khi bị tiêu chảy. Đầu tiên, người bệnh cần tránh tiêu thụ tất cả loại thực phẩm có thể khiến dạ dày khó tiêu hóa. Những thức ăn gây áp lực tới đường ruột sẽ thúc đẩy triệu chứng tiêu chảy trở nên trầm trọng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu trước đây bạn bị đau bụng sau khi uống sữa, hãy tránh sử dụng các sản phẩm có chứa đường sữa trong thời gian mắc tiêu chảy. Điều này đồng nghĩa với việc nếu trước đây bạn bị đau bụng sau khi uống sữa, hãy tránh sử dụng các sản phẩm có chứa đường sữa trong thời gian mắc tiêu chảy. Khẩu phần ăn lớn cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình tiêu hóa. Bạn nên dùng bữa đúng thời gian, chia thành nhiều bữa ăn trong ngày, ăn chậm nhai kỹ và tránh ăn quá nhiều. Mọi người cần lưu ý những gì nên tránh và những gì nên ăn nhằm ngăn ngừa tình trạng tiêu chảy xảy ra thường xuyên. Bạn sẽ mất ít nhất một khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày để cơ thể hoàn toàn hồi phục bình thường. Tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung ăn kiêng để giảm béo kiểu này có thể tử vong vì bệnh tim mạch, đột quỵ. Một nghiên cứu lớn vừa tiết lộ, nhịn ăn gián đoạn, một chiến lược ăn kiêng nhằm hạn chế thời điểm ăn mỗi ngày, lại có liên quan đến nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn 91%. Nghiên cứu sơ bộ mới được trình bày vào ngày 18 tháng 3 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, AHA, năm 2024. Nghiên cứu này xem xét các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch ở hơn 20.000 người trưởng thành ở Mỹ, những người được theo dõi trong thời gian trung bình 8 năm. Các chuyên gia cho biết, nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng khi sử dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Giáo sư y khoa tại Đại học Stanford cho biết, một số người ăn kiêng gián đoạn đang phải đối mặt với nguy cơ tim mạch cao. Nhịn ăn gián đoạn bao gồm việc chỉ ăn trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày, thường là từ 4 đến 12 giờ trong 24 giờ. Trong số 20.000 người trong nghiên cứu mới, 414 người cho biết họ nhịn ăn trong khoảng thời gian 8 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày. Những người tham gia không được chỉ định chế độ ăn kiêng như vậy. Nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa khung thời gian ăn uống trong 8 giờ và tử vong do tim mạch.
Nhưng điều này không thể nói liệu lịch trình ăn uống này có gây ra tử vong hay không, nó chỉ cho thấy mối tương quan. Tác giả chính của nghiên cứu Victor Wenjian, giáo sư dịch tễ học và thống kê sinh học tại trường y thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải cho biết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng so với những người có thời gian ăn từ 12 đến 16 giờ, những người hạn chế thời gian ăn trong vòng 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong do tim mạch cao hơn và không sống lâu hơn. Việc hạn chế ăn uống trong khoảng thời gian này có liên quan đến nguy cơ tử vong do tim mạch cao hơn trong toàn bộ nhóm. Ngoài ra, những người đang mắc bệnh tim mạch mà nhịn ăn trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ cũng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim hoặc đột quỵ cao hơn 66% so với những người khác." Phó giáo sư y khoa tại trường y Đại học John Hopkins, Mỹ, lưu ý rằng nghiên cứu này cho thấy cần phải xem xét kỹ lưỡng sự thúc đẩy chế độ ăn kiêng gián đoạn Bennett và những người khác đã công bố nghiên cứu vào tháng 1 năm 2023 cũng làm dấy lên nghi ngờ về lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn, cho thấy rằng đây không phải là một chiến lược giảm cân thành công. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải khám phá chính xác việc nhịn ăn gián đoạn trong 8 giờ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch như thế nào và đánh giá thêm các nhóm dân số trên khắp thế giới. Ngoài ra, việc nhịn ăn gián đoạn có thể gây ra những hậu quả tiêu cực khác. Mặc dù được ca ngợi là chiến lược tuyệt vời tiếp theo để kiểm soát cân nặng, việc nhịn ăn gián đoạn có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình và xã hội khi lịch ăn uống của họ không phù hợp với lịch trình ăn uống của những người thân yêu trong gia đình. Thêm vào đó, đối với những người có gen di truyền dễ mắc một số chứng rối loạn ăn uống, thời gian nhịn ăn kéo dài về mặt lý thuyết có thể khiến họ rơi vào trạng thái cân bằng năng lượng tiêu cực và gây ra chứng rối loạn ăn uống. Muốn biết thận khỏe hay yếu cứ nhìn vào năm chỗ này trên cơ thể. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, thận được ví như một cỗ máy lọc của cơ thể, thanh lọc máu mọi lúc mọi nơi và cùng với gan đào thải các chất cặn bã. Nếu chức năng thận mạnh mẽ sẽ bảo vệ sức khỏe của cơ thể chúng ta và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, những quả thận làm việc liên tục như vậy rất dễ bị tổn thương, cũng giống như một cỗ máy lâu ngày không được bảo trì. Bảo dưỡng sẽ hoạt động không tốt, thậm chí hư hỏng, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh thận mãn tính cao. Làm thế nào để bạn biết thận của mình tốt hay xấu? Hãy nhìn năm chỗ này trên cơ thể. Càng tốt thì thận càng khỏe, rất đáng chúc mừng. 1. Nhìn vào tai. Tai người có thể phản ánh sức khỏe của thận. Nếu thận khí chảy qua tai và thận khí tốt thì tai nghe được ngũ âm, thính lực tốt, hồng hào, sáng bóng. Nếu bạn có vấn đề về thận sẽ ảnh hưởng đến thính lực, thậm chí là ù tai, xanh xao, viêm tai giữa. Đây là dấu hiệu không được bỏ qua. 2. Nhìn vào mái tóc. Trong đông y, tóc được ví là máu, là hoa của thận. Tóc là một trong những tiêu chí để đo chất lượng của thận. Thận khí khỏe thì tóc sẽ đen bóng, không dễ rụng. Một khi tóc chuyển sang màu trắng, mất bóng hoặc thậm chí rụng nhiều tóc, hãy cảnh giác với các vấn đề về thận. 3. Nhìn vào xương. Thận chi phối xương và nuôi dưỡng sự phát triển của xương. Thận khỏe thì xương chắc, eo và bụng chắc, không bị loãng xương. Ngoài ra, răng là xương, người có thận tốt thì răng sẽ tốt hơn. Nếu thận khí suy giảm, dễ bị đau thắt lưng, loãng xương, răng dễ lung lay hay ê buốt. 4. Nhìn ngón chân út. Ngón chân út, nơi kết nối với kinh tuyến sao zin của bàn chân, cũng có thể phản ánh xem thận có khỏe mạnh hay không. Ngón chân út dày lên chứng tỏ thận khí đã đủ, chức năng thận rất tốt. Nếu ngón chân út mỏng và nhỏ có nghĩa là thận khí bị thiếu hụt, thận có vấn đề. 5. Nhìn da. Thận khí đầy đủ, da dẻ sẽ hồng hào, căng bóng. Một khi thận không tốt, nước da có thể bị sạm đi, da khô trông thấy, hốc mắt thâm quầng, nổi rõ túi dưới mắt. Ngoài các bộ phận trên, các chuyên gia còn hướng dẫn chúng ta quan sát tay và chân. Nếu không có những dấu hiệu này thì xin chúc mừng, bạn vẫn đang sở hữu quả thận khỏe mạnh. 1. Ra mồ hôi tay nhiều hơn.
Thông thường, bàn tay cũng là bộ phận cơ thể có thể dùng để quan sát và đánh giá sức khỏe của thận. Nếu bạn thấy hai bàn tay của mình khô và không có cảm giác dính thì có thể nói đây là người có quả thận bình thường. Ngược lại, nếu tay bạn đổ mồ hôi thường xuyên, bạn nên xem xét liệu thận của bạn có vấn đề hay không. Bởi vì lòng bàn tay thường đổ mồ hôi, có thể là do chức năng đào thải, thoát nước của thận bị rối loạn. Thông thường, theo nguyên lý vận hành của cơ thể, nước sau khi uống vào và cơ thể sử dụng, phần còn lại sẽ được thận xử lý và đào thải thông qua đường tiểu. Tất cả những phần nước dư thừa đa số bài tiết qua đường tiểu thay vì đổ mồ hôi ở tay. Nếu bạn thấy hai bàn tay mình thường xuyên đổ mồ hôi như vậy mà trước đây ít quan sát thấy, thì nên đến các bệnh viện để kiểm tra xem có vấn đề gì với thận hay không. 2. Móng tay có những đường vân bất thường và dễ bị gãy. Cơ thể hoặc người có thận khỏe mạnh, kết cấu trên móng rất gọn gàng, toàn bộ móng trông đều màu, trơn tru và khỏe mạnh. Đương nhiên, người thận khỏe thì móng tay chân sẽ không dễ bị làm gãy nứt. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng móng tay của bạn dễ bị gãy và kết cấu lộn xộn, vân trên móng tay nổi lên sần sùi, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đã có vấn đề ở thận. Nó cũng chỉ ra rằng khả năng trao đổi chất của cơ thể bắt đầu suy yếu, chất độc tích lũy trong cơ thể có thể chưa được thải ra kịp thời, và cuối cùng chúng tích tụ và thể hiện trên móng tay. 3. Đầu ngón tay của cả tay và chân bắt đầu xuất hiện màu trắng và lạnh giá. Bàn tay và bàn chân của chúng ta là phần xa nhất tính từ khoảng cách từ thận tới. Khi thận của bạn khỏe mạnh, thì bàn tay bình thường và khỏe mạnh theo, thể hiện ở sự ấm áp. Thận khí được bổ sung về tay và chân đầy đủ, làm cho bàn tay chân luôn đủ hơi ấm, cầm hay sờ vào đều thấy ấm áp. Khi nam giới sở hữu quả thận tốt, sẽ không có những hiện tượng ở tay và chân. Nếu bạn không có nó, xin chúc mừng, thận của bạn hiện đang rất tốt. Tuy nhiên, nếu đầu ngón tay và ngón chân của bạn luôn cảm thấy lạnh và trắng bệch, kiểu như máu và hơi ấm đều thiếu, điều đó có nghĩa là cơ thể chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu bị yếu thận và quá trình lưu thông máu của cơ thể không được trơn tru. Đừng bỏ qua tình huống này, hãy nhanh chóng đi kiểm tra để điều chỉnh sức khỏe thận của bạn. 4. Cả bàn chân và mắt cá chân thường bị phù và không dễ tiêu sưng. Khi một người có thận khỏe mạnh bình thường, bàn chân của bạn sẽ khỏe mạnh và không có các hiện tượng sưng tấy hay phù nề. Tuy nhiên, nếu bàn chân bị sưng và không hết sưng trong một thời gian dài, bạn có thể xem xét rằng có thể đã có những vấn đề với thận. Bởi vì thận có liên quan nhiều đến sức khỏe của đôi chân, khi chức năng thận bắt đầu suy yếu, rất nhiều nước trong cơ thể sẽ được tích tụ trong cơ thể và không thể thải ra kịp thời. Cuối cùng, nó sẽ di chuyển xuống tứ chi, được biểu hiện rõ nhất là hiện tượng dư thừa nước trên chân, gây phù nề. Do đó, nếu bạn thấy rằng bàn chân của bạn thường bị sưng, bạn nên chú ý đến nó. Rốt cuộc, đây không phải là một hiện tượng sức khỏe bình thường, lành mạnh. Hãy nhanh chóng đi kiểm tra nếu hiện tượng sưng phù chân diễn ra quá nhiều ngày không giảm. Quý vị thân mến, để có một quả thận khỏe, ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta cần tuân thủ 4 điều này. Nghỉ giải lao thường xuyên. Thời buổi hiện đại, công việc và gia đình nhiều áp lực, nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi quá độ. Tuy nhiên, nếu làm việc quá sức sẽ làm tổn hại đến thận, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh thận. Vì vậy, bạn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi, thả lỏng bản thân một cách hợp lý. Thường xuyên kiểm tra, không lạm dụng thuốc. Các tổn thương ở thận thường khó nhận ra và thường bị bỏ qua. Điều này là do nhiều bệnh thận mãn tính thường không đau và không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, việc khám thận là đặc biệt quan trọng, cần khám định kỳ để phát hiện sớm và can thiệp sớm. Ngoài ra, khi cảm thấy khó chịu trong người, không nên tự uống thuốc mà phải đi kiểm tra trước và cần tuân theo lời khuyên của bác sĩ, không nên lạm dụng thuốc. Thận có khả năng trao đổi chất tuyệt vời, nhưng có nhiều loại thuốc làm suy giảm khả năng này. Một khi bạn sử dụng thuốc một cách mù quáng,
có nguy cơ làm tăng creatinine huyết thanh. Vì vậy, nếu có nhu cầu dùng thuốc cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ. Thường xuyên ngâm chân nước nóng. Đi bộ 300 bước vào buổi sáng và ngâm chân trong nước nóng trước khi đi ngủ là một trong những giải pháp giúp thận khỏe. Giữ ấm chân là cách dưỡng thận, kinh mạch thận bắt nguồn từ lòng bàn chân. Bàn chân rất dễ bị khí lạnh tấn công, vì vậy cần đặc biệt chú ý giữ ấm cho bàn chân. Ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ có tác dụng dẫn khí huyết xuống, bổ thận khí, dưỡng tâm an thần, giúp ngủ ngon. Nhiệt độ khi ngâm chân trong nước nóng nên ở khoảng 40 C trong thời gian không dưới 5 phút. Hai bàn chân phải cọ sát liên tục. Sau khi ra khỏi bồn tắm, lau khô ngay lập tức và xoa bóp huyệt dũng tuyền để bổ thận tráng dương, cường tinh. Ấn và xoa huyệt thường xuyên. Xoa bóp huyệt quan nguyên từ 3 đến 5 phút mỗi ngày để bồi bổ tinh khí cho thận và kích thích thận khí. Huyệt quan nguyên này nằm ở bụng dưới, trên đường giữa phía trước của cơ thể con người, dưới rốn 3 inch và nơi giao nhau giữa đường biên của ngón tay út và đường giữa phía trước. Bạn cũng có thể xoa bóp huyệt sen su, thận du. Nó nằm ở thắt lưng của cơ thể con người 1,5 cm bên cạnh đốt sống thắt lưng thứ hai. Dùng hai ngón tay cái hoặc nắm tay ấn vào huyệt ở hai bên, vừa ấn vừa day mạnh 30 đến 50 lần cho đến khi có cảm giác nóng lên tại chỗ. Thưa quý vị, ăn mặn là một thói quen hàng đầu gây tổn thương thận và dẫn đến cao huyết áp. Nếu cơ thể có chính dấu hiệu xấu xí này chứng tỏ quý vị đang ăn quá mặn và cần giảm muối trong chế độ ăn. Dấu hiệu của người ăn quá nhiều muối là cơ thể tích nước sưng phù, thường xuyên đau đầu, khát nước liên tục, tiểu tiện nhiều lần và thèm đồ ăn mặn. Đối với sức khỏe, muối là nguồn cung cấp natri chủ yếu cho cơ thể. Natri được cho là đóng một vai trò quan trọng đối với sự sống, đó là cần thiết cho sự phát triển não bộ, giúp duy trì huyết áp ổn định. Việc dư thừa natri có thể làm tăng huyết áp đáng kể và điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngược lại, việc ăn quá nhạt, quá ít muối, cơ thể bị mệt mỏi, chán ăn, dẫn tới suy giảm các chức năng của cơ quan trong cơ thể và suy giảm sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe, mỗi người chỉ nên tiêu thụ ít hơn 5 gram muối một ngày, tương đương với một thìa cà phê muối. Điều này có nghĩa nếu mỗi ngày bạn tiêu thụ nhiều hơn 5 gram muối hoặc nhiều hơn một thìa cà phê muối, thì rất có thể bạn đang ăn mặn quá mức. Thực tế, lượng muối mà chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày lại đến rất từ nhiều nguồn như gia vị nêm nếm trong quá trình nấu ăn, muối có sẵn trong các loại thịt chế biến, xúc xích, dăm bông, chả lụa, nước chấm, bánh snack, mì chính, bột ngọt, mì gói. Chính vì thế, rất nhiều người đang nạp quá lượng muối cần thiết hàng ngày mà không hề hay biết. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trung bình một người Việt Nam trưởng thành tiêu thụ 9,4 gram muối mỗi ngày, gấp 2 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Việc ăn quá mặn có thể gây ra các bệnh về huyết áp, tim mạch, ảnh hưởng đến chức năng thận, gây loãng xương, mất nước và sưng phù. Việc nhận biết mình đang ăn quá nhiều muối thường rất khó khăn. Các chuyên gia khuyến nghị bạn theo dõi những dấu hiệu hàng ngày để thấy bản thân có nạp quá nhiều natri hay không. Chính dấu hiệu cơ thể cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều muối. Cảm giác thèm ăn mặn. Ăn mặn trong thời gian dài có thể tạo ra thói quen và hành vi kém lành mạnh. Khi cơ thể đã quen với mùi vị thức ăn mặn sẽ điều chỉnh để thích nghi. Từ đó, bạn có xu hướng bỏ thêm càng nhiều muối vào các món ăn hàng ngày để thỏa mãn vị giác mà không biết mình đang ăn quá nhiều muối. Tiểu tiện liên tục. Cơ thể dư thừa natri nên bạn đi vệ sinh thường xuyên hơn. Tiến sĩ Mi Chang Dích giải thích muối tác động đến mức độ chất lỏng trong cơ thể, gây khát cực độ. Muối cũng ảnh hưởng đáng kể đến thận, khiến cơ quan này hoạt động kém hiệu quả. Ăn mặn trong thời gian dài dẫn đến suy thận. Điều cần làm là giảm áp lực lên thận bằng cách giảm lượng muối ăn hàng ngày. Chướng bụng, cảm giác căng tức ở dạ dày là biểu hiện thường thấy khi ăn quá mặn.
Nguyên nhân là ăn nhiều muối khiến cơ thể tích trữ nước nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải thực phẩm chứa nhiều muối nào cũng có vị mặn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, bánh mì sandwich, pizza, bánh mì tròn hay những loại súp đóng hộp cũng có lượng natri rất cao. Huyết áp cao. Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức năm 2019 cho thấy việc cơ thể nạp quá nhiều muối sẽ làm tăng lượng natri, dẫn đến mất cân bằng natri và kali, làm giảm khả năng đào thải chất lỏng của thận. Điều này làm tăng áp lực lên các mạch máu, khiến tim đập nhanh hơn. Đây là một trong những nguyên nhân gây cao huyết áp. Đau nhức xương. Chính lượng muối dư thừa trong cơ thể là tác nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của xương. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều muối, thận sẽ không thể đào thải được hết độc tố ra ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu hụt canxi. Việc thiếu canxi trầm trọng sẽ khiến xương dần bị yếu đi, tình trạng răng miệng cũng chịu ảnh hưởng và gây ra chứng loãng xương về sau. Cơ thể bị sưng, ù nề. Nếu buổi sáng thức dậy thấy đôi mắt sưng húp, bàn chân đột nhiên sưng to lên hay gặp phải chứng chuột rút, thì điều này phản ánh rằng cơ thể bạn đang dư thừa quá nhiều muối. Do cơ thể sẽ tự động tích trữ nước khi lượng muối trong người tăng cao nên một số người sẽ gặp phải tình trạng cơ thể sưng phù, nặng nề khác thường. Chỉ cần chú ý cân bằng lại chế độ ăn hàng ngày, tránh tiêu thụ các loại thực phẩm mặn sẽ giúp đào thải bớt lượng muối dư thừa. Khát nước. Natri trong muối giúp cơ thể cân bằng chất lỏng. Trung tâm Khoa học Sức khỏe AM, Đại học Texas, Mỹ cho biết khi tiêu thụ quá nhiều muối, cơ thể sẽ cần nạp một lượng nước thích hợp để trung hòa và đào thải lượng muối đó ra ngoài. Đó là lý do vì sao khi ăn mặn, bạn thường cảm thấy khát nước hơn bình thường. Tăng cân. Tăng cân nhanh chóng trong vòng vài ngày hoặc một tuần có thể là lời cảnh báo về việc bạn đang nạp quá nhiều muối. Lý do, cơ thể đang phải giữ một lượng nước nhiều hơn bình thường khiến trọng lượng tăng lên. Tiến sĩ Eldrin công tác tại trường Y Harvard được khuyên nên loại bỏ bớt những thực phẩm bổ sung natri và giảm ăn mặn để không gặp tình trạng tăng cân thiếu kiểm soát. Rối loạn giấc ngủ. Ăn quá nhiều muối trước khi ngủ có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Các dấu hiệu dễ dàng nhận thấy là mất ngủ, ngủ chập chờn, không yên giấc. Natri có tác dụng hỗ trợ sự co cơ và chức năng thần kinh, giúp tim đập ổn định và cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể. Tiến sĩ Sandra Derlin của phòng khám Cleveland, Mỹ giải thích rằng lượng chất lỏng trong cơ thể quá nhiều sẽ dẫn đến tim đập nhanh thì chắc chắn giấc ngủ sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Mỗi cá nhân và gia đình có thể giảm lượng muối ăn bằng những biện pháp rất đơn giản như không để nước mắm, nước tương và muối trên bàn ăn, tăng cường ăn luộc, hạn chế lượng muối, bột canh, nước mắm. Cho vào thức ăn khi nấu nướng, mức tối đa là không quá 1/5 thìa cà phê muối cho một bữa ăn của một người một ngày. Hạn chế thường xuyên sử dụng các sản phẩm có hàm lượng muối cao như khoai tây chiên, pizza, thực phẩm đóng hộp. Lựa chọn các sản phẩm có hàm lượng muối thấp khi mua thực phẩm chế biến sẵn. Đọc nhãn khi mua thực phẩm đã được chế biến sẵn để kiểm tra hàm lượng muối. Nên cho trẻ em ăn thực phẩm tự nhiên và kiểm soát chặt chẽ việc thêm các gia vị mặn. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết, nhồi máu cơ tim là một biến cố tim mạch cấp tính nguy hiểm. Bệnh lý này thường gặp ở người trung niên. Tuy nhiên, gần đây, tuổi trung bình của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim đang dần trẻ hóa. Đã có không ít các trường hợp mắc bệnh khi tuổi đời chưa đến 45. Nhồi máu cơ tim xảy ra khi lòng động mạch dành bị cục máu đông. Mảng xơ giữa bám trong lòng mạch đột ngột chặn sự lưu thông của dòng máu mang oxy và dưỡng chất đến nuôi dưỡng các tế bào cơ tim, làm hoại tử cơ tim, gây tử vong. Vào thời điểm giao mùa, nhiệt độ trong ngày thay đổi thất thường hoặc thời tiết lạnh khiến cơ thể người già rất khó thích nghi, nguy cơ nhồi máu cơ tim càng cao. Đây là một tình trạng khẩn cấp, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời. Trường hợp may mắn sống sót thì nguy cơ suy tim trong tương lai cũng rất cao. Những người có nguy cơ nhồi máu cơ tim như người có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia và tiền căng tăng huyết áp, đái tháo đường,
rối loạn lipid máu, ít hoạt động thể lực, béo phì, áp lực công việc, áp lực cuộc sống kéo dài. Độ tuổi hay gặp chủ yếu là nam giới từ 45 tuổi, nữ từ 55 tuổi trở lên. Dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim sớm. Cơn nhồi máu cơ tim có thể xảy đến bất cứ lúc nào và gây tử vong chỉ trong vòng vài giờ nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, việc nhận biết được những dấu hiệu nhồi máu cơ tim sớm có vai trò rất quan trọng giúp gia tăng tỷ lệ sống sót và giảm biến chứng ở người bệnh. Tiếp theo trong chuyên mục Sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi xin thông tin đến quý vị một số dấu hiệu cảnh báo sớm phổ biến nhất của cơn nhồi máu cơ tim thường gặp. Người bệnh khó chịu, đau mỏi. Người bệnh có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu ở một hoặc cả hai bên cánh tay, lưng, vai, cổ hàm hoặc phần trên của dạ dày, trên rốn. Xuất hiện khó thở. Đây có thể là triệu chứng xảy ra trước hoặc cùng với những cơn đau ngực, xuất hiện khi bạn đang nghỉ ngơi hoặc hoạt động thể chất nhẹ. Xuất hiện cơn đau thắt ngực, ợ nóng. Người bệnh xuất hiện cơn đau thắt ngực khi đó có thể cảm thấy như có vật gì đó đè nặng, ép chặt ngực và đau dữ dội, đôi khi cảm giác như ợ nóng, bỏng rát. Hầu hết các cơn đau tim đều xuất phát tại vùng chính giữa tim hoặc ở bên trái ngực. Tình trạng này thường diễn ra trong một vài phút hoặc có thể kéo dài từ 10 đến hơn 30 phút. Ngoài ra, một số triệu chứng khác có thể đi kèm như cảm thấy mệt mỏi bất thường không rõ lý do, đôi khi xuất hiện từ trước đó một vài ngày. Buồn nôn và nôn, cảm giác khó chịu trong dạ dày. Choáng váng hay chóng mặt đột ngột, xuất hiện toát mồ hôi lạnh. Cảm giác lo âu không có lý do, khó ngủ, lo lắng thường xảy ra cùng với khó thở và tăng dần theo từng ngày trước khi cơn nhồi máu cơ tim xảy ra. Ở một số trường hợp đặc biệt khi lên cơn nhồi máu cơ tim sẽ không có cảm giác đau thì cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý hơn nữa. Khi gặp những triệu chứng được miêu tả như trên, người bệnh cần phải dừng ngay hoạt động và công việc đang làm, nghỉ ngơi tại nơi thông thoáng, sử dụng thuốc trợ tim. Nếu như sau 10 đến 20 phút vẫn không đỡ thì phải nhanh chóng liên hệ bác sĩ để cấp cứu kịp thời. Đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế có năng lực giải quyết sớm nhất xử lý khi các triệu chứng chỉ mới thực sự có dấu hiệu bắt đầu. Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim hiệu quả cần thực hiện các nguyên tắc sau. Thực hiện lối sống lành mạnh bằng cách đi ngủ sớm, đủ giấc, tập thể dục đều, ăn nhiều rau xanh, hạn chế muối, mỡ, không bỏ bữa sáng, uống nhiều nước vào sáng sớm mới dậy, không hút thuốc lá, không uống rượu bia. Khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết và cân nặng, sớm phát hiện các yếu tố nguy cơ. Với những người có bệnh lý sẵn cần sẵn sàng khi nhồi máu cơ tim xảy ra. Cần nhớ luôn mang theo điện thoại, có số điện thoại của người thân, bác sĩ để kịp gọi trợ giúp. Luôn mang theo thuốc nitroglycerin, aspirin, liệt kê các thuốc đang dùng, thuốc bị dị ứng, lưu ở những nơi thường sinh hoạt, hướng dẫn cho người thân dấu hiệu nhồi máu cơ tim và cách sơ cứu tại nhà. Những người có tiền sử bệnh mạch dành lâu năm, nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim hiệu quả thì việc tìm đúng giải pháp hỗ trợ điều trị sớm ngay từ đầu là rất cần thiết. Nhồi máu cơ tim thường để lại hậu quả xấu. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào diện tích vùng cơ tim bị thiếu máu. Vùng thiếu máu càng rộng thì chức năng của tim càng giảm mạnh, càng dễ tử vong. Do vậy, thời gian vàng để cấp cứu kịp thời là 30-60 phút. Việc đưa đến bệnh viện càng sớm thì khả năng được cứu sống càng cao. Sơ cứu người bị nhồi máu cơ tim đúng cách. Đặt bệnh nhân ngồi hoặc nằm, nới lỏng thắt lưng, quần áo để giúp máu lưu thông dễ dàng. Gọi 115 hoặc số điện thoại khẩn cấp của bệnh viện gần nhất. Nếu không thể chờ xe cấp cứu đến, hãy chủ động thuê taxi hoặc tự mình chở bệnh nhân đến bệnh viện. Ép tim ngoài lồng ngực, tiến hành càng sớm càng tốt vì cứ mỗi một phút chậm trễ thì người bệnh mất đi 10% cơ hội được cứu sống. Thưa quý vị, 70% cơ thể chúng ta là nước và chẳng có gì phải nghi ngờ về lợi ích của việc uống nước đối với sức khỏe con người. Vừa ngủ dậy buổi sáng là thời điểm lý tưởng nhất để uống nước giúp cơ thể bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên,
Thói quen tưởng chừng đơn giản này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe nếu thực hiện sai cách. Ở phần cuối cùng của chuyên mục sức khỏe hôm nay, quý vị cùng tìm hiểu 4 lưu ý khi uống ly nước đầu tiên buổi sáng. 1. Uống nước đun sôi. Một trong những tác dụng quan trọng nhất của việc uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng là làm loãng máu và giảm độ nhớt của máu. Vì vậy, khi lựa chọn loại nước uống, bạn nên chủ yếu sử dụng nước đun sôi. Lúc này, đừng chọn những đồ uống quá kích thích và không tốt như cà phê, trà sữa, trà đậm chỉ để sảng khoái tinh thần. Bởi vì uống một lượng lớn đồ uống không tốt như vậy có thể dễ dàng gây ra những kích ứng bất lợi mạnh mẽ cho đường tiêu hóa và mạch máu. Điều này có thể làm giảm đáng kể tác dụng duy trì thể chất của nước uống theo thời gian. 2. Nhiệt độ nước. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể con người mới chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái hưng phấn nên chức năng tiêu hóa thường yếu. Lúc này, nếu uống nước lạnh hoặc nước đá có nhiệt độ quá thấp sẽ dễ gây đau bụng hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhiệt độ nước càng cao thì càng tốt. Nếu nước quá nóng dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thực quản. Vì vậy, để bảo vệ cơ thể, bạn nên duy trì nhiệt độ nước uống ở mức 35 đến 38 độ. 3. Lượng nước nên uống. Để đạt được tác dụng duy trì mạch máu và điều hòa đường tiêu hóa lý tưởng nhất, một số người sẽ chọn uống quá nhiều nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Thói quen sai lầm này phải được sửa chữa kịp thời. Trên thực tế, dù trong hoàn cảnh nào thì nước uống cũng cần được kiểm soát hợp lý. Trong trường hợp bình thường, tốt nhất không nên uống quá 500ml nước một lần. Bởi uống quá nhiều nước một lúc có thể gây áp lực lớn cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, trong quá trình uống, bạn cũng phải chú ý hơn đến tốc độ. Nhớ đừng uống 500ml nước trong một lần. Uống chậm từng ngụm nhỏ là lựa chọn lý tưởng nhất. Vì vậy, khi uống nước vào buổi sáng, bạn nên bổ sung nước uống nhiều lần trong vòng 5 đến 10 phút. 4. Uống nước sau khi đánh răng. Đánh răng cũng là một trong những việc quan trọng nhất cần làm sau khi thức dậy vào buổi sáng. Vậy khi xét đến thứ tự ưu tiên, nên đánh răng hay uống nước trước? Trên thực tế, để tránh xa các bệnh về đường tiêu hóa càng nhiều càng tốt và ngăn ngừa vi khuẩn đường miệng xâm nhập vào ruột và dạ dày do uống nước, thông thường mọi người nên đánh răng trước rồi mới uống nước. Trên đây là những điều quan trọng bạn cần chú ý khi uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng. Tóm lại, khi uống nước vào buổi sáng, tốt nhất bạn nên uống nước đun sôi, nhiệt độ nước không quá cao hoặc quá thấp. Đồng thời, tốt nhất bạn nên kiểm soát lượng nước uống vào khoảng 500ml, uống từ từ. Ngoài ra, xét về thứ tự, tốt nhất bạn nên đánh răng trước và uống nước sau.